Hello mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm cũng như là ủng hộ kênh mình. Mong mọi người luôn luôn đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ mạnh bật vào để những cái video clip sắp tới các bạn sẽ phát hiện sớm để theo dõi nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái biểu tượng, đó là Daxi. Các bạn cứ việc lên về bản ngọc như này. Về bản ngọc đỏ thì các bạn có thể lên cho mình bản ngọc đỏ 3 10 viên, công phép xin cho phép. Và về bản ngọc tím các bạn có thể lên cho mình 3 viên hút máu phép 1.6%. 7 viên còn lại bản ngọc tím thì các bạn có thể lên cho mình là tóc chạy và tóc đánh nhé. Về bản ngọc lục thì các bạn có thể lên cho mình 10 viên xin cho phép tóc đánh nha. Đó chính là về bản ngọc. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái trang bị bản ngọc như là phù hiệu mà hit hit nhất mình chia sẻ nha. Phần thứ hai đó chính là về trang bị cho vị tướng này. Shop đầu tiên các bạn cầm chuyện chỉ và đi rừng lên Rome Loki cho pháp sư đi rừng nha. Và phần thứ hai đó chính là giày phù thủy xin cho phép nha các bạn. Bên cạnh đó các bạn có thể nhận được thêm một cái nội tài, đó là tóc chạy. Và cái shop thứ ba đó là trường bùng nổ cho vị tướng này, không thể thiếu nha. Các bạn nên lên cho vị tướng này một cái trường bùng nổ. Và cái shop thứ tư đó chính là một cái xiên tâm lệnh để nhận công phép và giảm hồi chiêu cũng như là 500 máu tối đa nha các bạn. Và cái shop thứ năm lên cho mình một cái vương miện hoàng hậu đó, mình đã đặt tên cái vương miện mà vàng vàng đó các bạn ạ, để tăng công phép. Và cuối cùng thì các bạn có thể lên cho mình một cái viên trượng để hút máu nha, viên trượng. Đó chính là trang bị cho vị tướng này cộng với cái combo về cái bản ngọc mình đã chia sẻ. Và không ngần ngại các bạn lên một cái phù hiệu như thế này, mình đã tập trung nghiên cứu đây, phù hiệu thanh cẩn viên và vượt phóng mang tập trung chuyển sinh nha các bạn. Đây là phù hiệu và cái trang bị cũng như là về cái bản ngọc mà mình đã tập trung nghiên cứu đã lâu rồi. Hôm nay mình xin chia sẻ mọi người, mong mọi người like, comment cũng như là đăng ký chia sẻ mình mạnh vào để nhấn chuông đồ các kiểu để mình mà đăng video lên á thì các bạn có thể nhận sớm nhất có thể nha, để mình giải trí đồ liệu ganh đồ ok nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.